Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Tâm và bạn Nguyễn Ngọc Trai đang có mặt tại gian hàng của Mercedes-Benz. Và hiển nhiên một trong hai ngôi sao lớn nhất của gian hàng Mercedes-Benz Việt Nam trong cái đợt triển lãm VMS 2018 năm nay, đó chính là mẫu xe Maybach S450. Ở phiên bản Maybach S450 này thì chỉ được trang bị động cơ V6 và 367 mã lực. Cái đặc biệt ở cái chiếc Maybach này là cái màu. Cái màu này thì theo Tâm nghĩ là một số những cái đơn vị truyền thông hay gọi cái màu này là màu xanh ngọc lục bảo hả? Cái màu xanh này rất là hay các bạn. Tức là khi mà có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ là một màu xanh lá, một màu xanh ngọc. Nhưng mà khi về đêm thì nó sẽ gần giống như là màu đen. Đây là một cái phiên bản cao cấp nhất của Mercedes. Và thực sự Tâm hay nói đùa với mọi người rằng chưa bao giờ cái giấc mơ Maybach nó gần đến như thế. Các bạn có thể nhìn vào cái giá bán của cái chiếc Maybach S450 khi mà Mercedes-Benz Việt Nam phân phối trở lại thị trường Việt Nam là chỉ khoảng 7 tỷ 2. Thì cái mức giá này thậm chí nó còn rẻ hơn là cái chiếc LS500 của Lexus nữa. Thì thật sự là nếu như các bạn là những người am hiểu và đam mê ô tô thì hẳn các bạn biết cái giá trị của chữ Maybach nó như thế nào. Đây là cái sự lựa chọn sáng suốt ở cái phân khúc giá tiền của các dòng xe sedan hạng sang. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa, Tâm và bạn Nguyễn Ngọc Trai xin mời các bạn khám phá cái không gian nội thất bên trong, nơi mà chiếc Maybach thể hiện cái đẳng cấp của mình. Có lẽ sẽ là hơi thừa thải nếu như Tâm khen nội thất cái chiếc Maybach này nó đẹp hay là nó sang trọng, bởi vì nó hiển nhiên rồi các bạn. Các bạn có thể thấy là da ở khắp mọi nơi, từ táp lô cho tới ghế ngồi, cửa, táp bi, mọi thứ. Và cái hay của cái S450 Maybach đó chính là cái sự hòa quyện giữa độ sang trọng và cái độ sự hiện đại. Ở cái mẫu mới này thì cái vô lăng được thiết kế mới là 3 chấu, so với cái phiên bản trước kia thì là 2 chấu. Và cái những cái phím bấm, những cái ốp trên đây như là nhôm hơn Tâm hay là nhựa, nhưng mà được sơn cái màu đó giống như là giả kim loại. Thì với cái vô lăng mới này thì thật sự nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái vô lăng không thì chúng ta sẽ rất là dễ bị lầm tưởng đây là một cái mẫu xe thể thao. Thì cái thiết kế vô lăng nó rất là trẻ trung, rất là thể thao, chứ nó không phải là mình đang nghĩ là nó đang trên một cái xe siêu sang. Sau này những cái mẫu AMG thì cái thiết kế vô lăng cũng tương tự giống như vậy. Và một cái điểm đặc biệt là các bạn có thể thấy là từ cái phiên bản Maybach đời S450L này trở lên thì các cái phím cuộn đã được thay thế bằng cảm ứng. Nó giống như là cái touch bar mà ngày xưa chúng ta xài trên cái điện thoại BlackBerry. Thì cái cảm giác khi mà chúng ta sử dụng cái này nó tiện nghi hơn, nó hiện đại hơn và nó có phản hồi xúc giác khi mà nó rung, khi mà chúng ta lựa chọn các chức năng. Cái touchpad này cũng cảm ứng, có thể nhận dạng được chữ viết tay. Có một cái điểm mà Tâm rất là hơi hoang mang, hơi không hiểu chút xíu về cái điều khiển cái màn hình trung tâm giải trí trên các cái chiếc Mercedes-Benz dạo gần đây, khi mà họ cho chúng ta đến hai cái cách điều khiển. Thứ nhất là bằng cơ, chúng ta có thể chỉnh, đây là phím 5 chiều các bạn, lên xuống trái phải, nhấn xuống, và thêm một cái touchpad, có nghĩa là đây là một cái cảm ứng. Nó giống như các bạn touchpad đúng rồi của laptop. Thì thật sự là đối với những người nào mà lần đầu tiên leo lên thì chúng ta sẽ hơi bị ngỡ ngàng, hơi rối chút xíu, bởi vì nó có đến hai cái cách để chúng ta điều khiển cái màn hình trung tâm này. Tuy nhiên khi mà xài quen thì chúng ta có thể lựa chọn cái cách nào mà nó phù hợp hơn. Ở cái đời này đó thì cái thiết kế cái màn hình trung tâm nó tạo giống như là một cái màn hình liền từ cái màn hình đồng hồ qua bên cái màn hình trung tâm. Nó không bị tách rời giống như cái mẫu đời trước. Thực tế đây là hai cái màn hình 12.1 inch được lắp sát vào nhau và xài chung một cái mặt kính, cho nên chúng ta thấy là nó liền lạc. Khoảng táp lô ở đây thì cũng tương tự như cái mẫu xe đời trước. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá cái khoang nội thất bên trong, cái nơi mà Maybach thể hiện cái sự khác biệt về đẳng cấp của mình so với cái mẫu S-Class thông thường. Nào xin mời. Trên cái bảng Maybach thì trục cơ sở được kéo dài một cách đáng kể. Như là gần 2 tấc đó Tâm. Đúng rồi, thế khoảng để chân rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và dĩ nhiên toàn bộ ghế sau, rèm, kính đều là chỉnh điện. Đây là ghế bên kia với là ghế tiện nghi.
Rồi thêm một điểm nữa tao muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái cửa chính là cái cửa sổ trời panorama. Có một cái chức năng rất là hay trên Maybach mà bản S thường sẽ không có, đó là cái khả năng đổi màu. Tức là chỉ qua một nút nhấn chúng ta có thể đổi từ màu trong thành màu gọi là màu đen. Sky control. Đúng rồi. Và một cái điểm mà bình thường thì chúng ta sẽ khó có thể mà cảm nhận được, trừ khi chúng ta leo lên một chiếc Maybach chúng ta ngồi, đó là cái điểm mà tâm ưng ý nhất, đó là chính là cái tựa đầu. Các bạn có thể thấy cái tựa đầu này nó rất là mềm, nó tựa đầu giống như là nó có một cái lớp gối ở phía bên trên này, mà nó mềm, nó êm lắm, chúng ta ngồi cảm giác nó rất là thoải mái. Đúng rồi, không hổ danh là Maybach, ngồi phía sau mới tận hưởng được cái cảm giác của Maybach. Tuy nhiên, nếu như ai nghĩ rằng Maybach là một mẫu xe siêu sang cho nên nó sẽ không thể đáp ứng cái thú vui tốc độ thì nó sẽ là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì Tâm đã từng được Mercedes-Benz mời tham dự trải nghiệm mẫu Maybach mới tại Phú Quốc hôm vừa rồi, thì thật sự Tâm rất bất ngờ về khả năng điều khiển chiếc xe này. Dù rằng cái xe có trục cơ sở dài và là một mẫu xe siêu sang, nhưng mà tốc độ lái hay là cảm giác lái thì rất là đầm, rất là chuẩn và tăng tốc rất là nhanh. Mình cũng đã từng lái những cái mẫu S400, S500 đời trước và mình cảm thấy là không phải là phiên bản Maybach, nhưng mà nó bình thường nó rất là êm rồi, nhưng mà qua Maybach nó lại càng êm hơn và tăng tốc cũng khá là nhanh đó. Mình có thử trên những đoạn đường mà cho phép đó, là khả năng tăng tốc của S-Class là khá là tốt, nó không thua gì những cái xe thể thao. Và có thêm một điểm nữa ta muốn chia sẻ với các bạn, đó là công nghệ hiện đại xuất hiện trên cái mẫu S450 Maybach. Đó là chúng ta có một cái kết nối gọi là Command Touch, có nghĩa là chúng ta có thể dùng một cái máy tính bảng hoặc là chính cái chiếc điện thoại di động chúng ta connect với cái hệ điều hành của cái xe, và thay đó vào đó chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều những cái chức năng trên chiếc xe này, từ đèn màu nội thất ở bên trong xe chúng ta có thể chuyển màu theo ý thích, chúng ta có thể can thiệp vào hệ thống giải trí, chúng ta có thể can thiệp vào thậm chí là hệ thống điều hòa của trong xe. Từ vị trí người ngồi chúng ta có thể tự set up cái khoảng không gian bên trong xe theo thay vì mình điều khiển bằng touchpad phía trước, thì các bạn có thể điều khiển bằng điện thoại hay là máy tính bảng của chính các bạn ở cái vị trí hàng ghế VIP phía sau này. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là có mấy cái khay để cốc và cái hộc làm lạnh, đây như để rượu vang đúng không? Đúng rồi. Trên cái mẫu S560, tức là cái mẫu cao cấp hơn cái mẫu S450 này, thì chúng ta khi mua xe sẽ được tặng kèm một cái bộ ly bằng bạc nguyên khối, rất là đẹp. Và dĩ nhiên sẽ không phải là thừa khi mà Tâm giới thiệu với các bạn về cái hệ thống âm thanh giải trí trên cái chiếc S450 Maybach này. Thì vì thật sự là cái hệ thống giải trí Boommaster được trang bị trên cái Maybach thì các bạn nên một lần nghe thử. Âm thanh high-end tuyệt vời. Đây là cái bệ tì tai kim luôn cái bàn làm việc. Ở trong cái bệ tì tai này thì có hai cổng kết nối USB và một cổng HDMI. Đây, đây. Dành cho các doanh nhân. Hộp đĩa, hộp lạnh. Đây cái xe để ly. Đây là cái tủ lạnh này. Tủ lạnh của nó nằm ở phía sau. Do cái tủ lạnh nằm ở vị trí như thế này thì ở khoang cốp để đồ phía sau nó sẽ chiếm mất đi một cái diện tích khá là nhiều, là do có cái hộc lạnh phía sau. Rồi ok, bây giờ Tâm sẽ mời các bạn khám phá cái khoang nội thất phía sau. Đây, giống như Tâm đã chia sẻ, vì cái tủ lạnh được trang bị trên cái khoang ghế sau của chiếc S450 Maybach, đây là cái cục nóng máy lạnh, cho nên là cái khoang hành lý phía sau này sẽ bị giảm đi cái thể tích đáng kể. Thật sự là nhiều người sẽ rất là bất ngờ khi mà S450 Maybach, một cái xe siêu sang nhưng lại không có khả năng để vừa một bộ gậy golf. Đây là chuyện khá là đáng tiếc. Có thể để được một bộ golf ngang đây không đủ. Không đủ vì cái hệ thống âm thanh Boommaster bên này nữa. Đây là sub. Rồi, đây là những cái thông tin nhanh mà Tâm và bạn Nguyễn Ngọc Trai gửi đến các bạn về mẫu xe S450 Maybach.
Tâm nghĩ đây với cái số mức giá ở thị trường Việt Nam là chỉ khoảng 7.72 thì đây phải là thật sự là một cái mức giá quá phù hợp và quá hấp dẫn so với những cái xe sang cùng phân khúc và những cái đối thủ. Thì cho dù là cái bản S450 thường hay là bản S450 Maybach, đó là cũng là một cái lựa chọn sáng suốt và trong cùng tầm giá và mọi thứ là S-Class có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các khách hàng. Rồi, bây giờ Tâm và bạn Nguyễn Ngọc Trai xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn.